Thôi thôi thôi, chúng tôi chỉ muốn hỏi là trung tâm định như thế nào, chứ không muốn nghe giải thích vòng vo nữa. Đền bù cho chúng tôi trả tiền đi, trả tiền đi. Chứ bây giờ nó như này trả là còn sao trả gì cả. Mọi người bình tĩnh ạ. Cho em xin đưa ra một ý kiến được không? Hiện tại thì mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà để xảy ra tình trạng như vậy thì lỗi lớn nhất vẫn thuộc về trung tâm bọn em. Thì em xin phép thay mặt trung tâm được xin lỗi mọi người ạ. Xin lỗi nhá. Bây giờ em sẽ đưa ra một số hướng giải quyết, mọi người xem có hợp lý không nhá. Chú nói đi. Trung tâm bọn em sẽ thu hồi lại tất cả các sản phẩm đã được bán ra và xin phép được hoàn tiền 100% cho mọi người. Bởi vì khi mà mở trung tâm này ra thì chúng em cũng rất muốn là trung tâm sẽ tồn tại được lâu dài, cũng như là được mở rộng hệ thống hơn nữa. Cho nên là không bao giờ có chuyện là bọn em có ý định muốn lừa dối khách hàng đâu ạ. Vậy bây giờ như này nhá. Bây giờ cho phép trung tâm bọn em xin phép sáng mai sẽ được gặp từng người một để chúng ta cùng làm giấy tờ và ký cam kết. Rất mong là mọi người sẽ tin tưởng trung tâm chúng em thêm một lần nữa, được không ạ? Mọi người, bình tĩnh đã xem nào. Tú đã nói như thế thì tôi nghĩ tin Tú đi. Tôi là khách hàng lâu năm ở đây, Tú chính là người không đồng ý trong cái việc bán thực phẩm chức năng. Mà cái lỗi ở đây là do nhà sản xuất, trung tâm chỉ là nơi phân phối thôi mà. Anh chị cũng đã quay có bằng chứng rồi, trung tâm không trốn được. Bây giờ anh chị cứ làm ầm lên đâu giải quyết được vấn đề gì. Tôi thấy trung tâm hướng giải quyết rất là thiện chí đấy. Theo tôi đấy, cứ cho trung tâm thời gian, ngày mai chúng ta đến. Theo tôi thì chúng ta đi về đi, cho trung tâm thời gian rồi còn giải quyết chứ. Nhớ ngày mai giải quyết cho chúng tôi đấy. Dạ vâng ạ. Đi về nhá. Ruột đấy. Tự nhiên trung tâm xảy ra chuyện như vậy, em sẽ rút lại quyết định muốn rời đi. Em không phải làm như thế đâu. Chuyện ngày hôm nay em đứng ra giải quyết giúp chị như thế là tốt lắm rồi. Thật ra mảng thực phẩm chức năng chị là người phải chịu trách nhiệm. Thực ra thì trung tâm này cũng là tâm huyết của em, và em rất muốn cùng chị giải quyết những vấn đề vừa xảy ra. Sắp tới em cũng sẽ không nhận lương đâu. Và cái số vốn đầu tư của em ấy, nếu mà chị cần dùng, em cũng sẵn sàng chia sẻ. Chị thật sự không biết nói gì với Tú nữa. Chị rất cảm ơn em. Đến giờ phút này em vẫn còn ở bên cạnh chị. Thôi, bây giờ em ra bảo các bạn nhân viên chuẩn bị tất cả các giấy tờ sổ sách để mai mình làm việc với khách hàng nhé.